Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin thưa với quý vị và các bạn, đây là cầu Đò ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đấy, cầu Đò đấy. Cầu Đò bắc qua sông Thị Tính, đấy, dòng sông chạy ngang qua. Đây là cái cầu Đò. Đi thẳng hướng này là đi sang khu công nghiệp Rạch Bắp này, đi xuống An Tây, An Điền, đi Dầu Tiếng là đi cái lối này. Đi lối này. Đấy. Còn bên đây là cái khu khu công viên vui chơi giải trí. Đấy. Bên bờ sông Thị Tính à. Đấy, bên ven sông. Bên này dưới là sông, ở trên này là chỗ khu vui chơi này. Còn cái góc kia đấy, góc kia là chợ Bến Cát. Góc đây là chợ Bến Cát. Thôi thì đi qua đây thì quay lại một số hình ảnh thành phố Bến Cát để quý vị và các bạn cùng xem, biết được thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đấy, chỗ này là chỗ trẻ chơi, người lớn cho trẻ ra đây chơi. Đấy, trẻ thì đi xe đấy, vào cái ghế đá ngồi nghỉ ngơi tí nè. Đấy, vào cái ghế đá này ngồi nghỉ ngơi tí. Đấy, trẻ đi xe điện chơi đây mát mẻ sạch sẽ, hay còn người lớn thì lại làm việc của người lớn. Đấy. Rất đẹp. Đấy. Ngồi đấy mát thật đấy, ngồi đấy mát thật. Bên dòng sông mà, bên kia dòng sông. Làng em bên Lở mà làng anh ở bên Bồi. Đường này là đường Hùng Vương, đường Hùng Vương à. Thôi có khi mình dừng video ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.